Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thông tin Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau. Thống Nhất đề nghị huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam về công tác kiểm soát dịch COVID-19. Du lịch Quảng Nam trở lại với hình ảnh du lịch xanh an toàn. Năm Đại học Việt Nam lọt top tốt nhất toàn cầu. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 11, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với huyện Duy Xuyên để thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và các ngành liên quan tham dự. Sau khi khảo sát thực tế và thẩm tra hồ sơ, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá cao những kết quả trong xây dựng huyện nông thôn mới của Duy Xuyên, nổi bật là phát huy tinh thần đoàn kết chung sức của người dân trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trường học, nhà sinh hoạt văn hóa các thôn, nhà ở dân cư khá khang trang, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giá trị các ngành sản xuất tăng nhanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sau khi đánh giá tất cả các tiêu chí theo quy định, các thành viên trong đoàn công tác cơ bản thống nhất đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đề nghị huyện Duy Xuyên tăng cường giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự cũng như gìn giữ nâng tầm các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những thành quả mà huyện Duy Xuyên đạt được trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời lưu ý địa phương cần phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng của các tiêu chí, rà soát các nội dung người dân chưa hài lòng gắn với giải pháp khắc phục những hạn chế. Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong công văn gửi Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mới đây, Quảng Nam đăng ký làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn tham gia thí điểm chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xã Tam Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 và xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh khai sinh với tên Làng Bích Họa Trung Thanh được hình thành vào năm 2016 và trở thành làng bích họa đầu tiên của Việt Nam. Từ sau năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đầu tư các hạng mục và khu vực cảnh quan nghệ thuật sắp đặt, tạo thành sản phẩm du lịch làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Xã Quế Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Làng Đại Bình của xã nằm ven sông Thu Bồn có phong cách đặc trưng của làng quê Việt Nam. Làng sở hữu cảnh quan nhà vườn với nhiều loại hoa quả đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, có văn hóa nông thôn đặc trưng với lịch sử hình thành hơn 300 năm. Thưa quý vị, từ hôm nay 15 tháng 11, huyện Nam Trà My cho phép một số trường trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh đi học tập trung trở lại. Theo đó, các trường tại các xã vùng cấp độ 2 màu vàng gồm xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Len, Trà Vân, Trà Vinh, học sinh đi học tập trung trở lại. Học sinh tại 3 xã Trà Mai, Trà Gion, Trà Tập tiếp tục được nghỉ học. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Các đơn vị trường học có học sinh bán trú, nội trú đông phải bố trí nơi ăn ở, vui chơi, đảm bảo giãn cách. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học phối hợp với địa phương, phụ huynh, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trong các buổi học. Ngày 13 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ đã có chuyến thăm và tặng quà hỗ trợ Nam Trà My phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại chuyến thăm, Ban Chủ huy quân sự thành phố Tam Kỳ đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, Ban Chủ huy quân sự huyện và nhân dân huyện Nam Trà My. Mong muốn cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Nam Trà My tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua được dịch COVID-19 đang bùng phát trên địa bàn.
Để kịp thời động viên tinh thần cho đồng bào chiến sĩ vùng cao đang chống dịch, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm gạo, lương khô và các nhu yếu phẩm khác. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ cũng trao tặng huyện Nam Trà My 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã giải quyết chi hỗ trợ 153.452 lao động thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, như giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ 1% xuống bằng 0%. Số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3.548 đơn vị, số đơn vị được giảm mức đóng là 3.222 đơn vị. Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 142.800 người, số lao động được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp là trên 139.800 người. Số tiền giảm đóng dự kiến gần 79 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Quảng Nam cũng đã triển khai các giải pháp đồng bộ như thành lập tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 116 và quyết định 28/2021 của Chính phủ, kịp thời báo cáo tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ban ngành liên quan để tổ chức thực hiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết còn 40 ngày, không phát sinh thủ tục hồ sơ để người lao động, người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất. Với việc giải quyết chi hỗ trợ 153.452 lao động, tổng số tiền chi hỗ trợ hiện đã lên đến hơn 362 tỷ đồng, trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 331 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98%, chi cho người lao động nghỉ việc đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 31 tỷ đồng. Thưa quý vị, Sở Y tế Quảng Nam cho biết hiện nay số lượng F1 thành F0 nhiều, có ca F0 là học sinh, do đó mức độ dịch bùng phát là rất cao. Cạnh đó, một số ca ghi nhận tại huyện Chi Xuyên chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Qua điều tra dịch tễ, nhiều ca bệnh xảy ra đều chủ yếu do nguồn từ các tỉnh phía Nam về. Nhiều người là tài xế và lao động tự do. Nếu mở cửa mà không cách ly đảm bảo, thì thêm nhiều ổ dịch nữa sẽ rất khó kiểm soát. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam có cuộc phỏng vấn ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, hiện nay dịch COVID đang bùng phát chủ yếu ở các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam. Có những ca dương tính ghi nhận ở các trường học và ở các học sinh và giáo viên, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ông có thể cho biết tình hình dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như thế nào? Riêng Nam Trà My cũng như Phước Sơn cũng như Nam Giang, tình hình dịch nói chung là trong thời gian qua đã diễn biến hết sức phức tạp, có thể nói là phức tạp. Vì nó xảy ra ở nơi vùng dân tộc thiểu số, thứ hai là trong trường học, thứ ba nữa là cái trong lúc bổ lục nữa, tình thế đường xá đi lại rất khó khăn, mà đặc biệt là trong các trường nội trú của các huyện như là Phước Sơn và Nam Trà My. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh với trung tâm chỉ huy của tỉnh đã chỉ đạo kịp thời ở các địa phương, với sự tham mưu của ngành y tế Quảng Nam đã khống chế kịp thời khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và đưa bệnh nhân về điều trị kịp thời tại cái ba bệnh viện tuyến tỉnh sớm nhất. Và đến nay tất cả các ca bệnh đã nằm trong cái tầng 1, không có tầng 2 và không có ca nào chuyển nặng, vì chúng tôi đã chuyển bệnh đến kịp thời và đã xử lý rất tốt. Chúng tôi đang tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, trung tâm chỉ huy của tỉnh chỉ đạo tất cả các địa phương ba huyện miền núi cao tiếp tục theo dõi, giám sát, không chủ quan, quyết liệt theo dõi các cái trung tâm cách ly, đặc biệt là trung tâm cách ly bệnh nhân F1, tránh lây nhiễm những cái trường hợp F1 nguy cơ cao sang cái những cái người có nguy cơ thấp tại trung tâm cách ly, cũng như chuẩn bị tất cả các điều kiện phương tiện cần thiết để cho khi có một cái ổ dịch bùng phát tiếp theo thì sẽ kịp thời, không nên chủ quan lơ là trong cái công tác phòng chống dịch. Thưa ông, như ông vừa cho biết thì tình hình dịch xảy ra ở các huyện miền núi cao chủ yếu tập trung ở người đồng bào dân tộc thiểu số và giáo viên. Để công tác dập dịch một cách nhanh nhất, đảm bảo nhất thì về phía ngành y tế đã triển khai công tác phòng chống dịch như thế nào? Ngay từ đầu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, trung tâm chỉ huy của tỉnh, dưới sự tham mưu của ngành y tế Quảng Nam
chúng tôi đã biết rằng đối với những cái vùng dịch ổ dịch xảy ra ở vùng miền núi thì rất là cái vấn đề truy vết, khoanh vùng cách ly cũng như xét nghiệm rất là khó khăn. Vì tập quán của người dân, đặc biệt là những cái trường nội trú, các em cũng cái sinh hoạt cộng đồng, thành thử số ca F0 trong cái trường rất cao. Do đó chúng tôi xác định những cái điểm, những ổ dịch này, những cái vị trí này ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã khoanh vùng và xét nghiệm ngay và cách ly ngay cái số F0 và chuyển ngay về điều trị tại bệnh viện. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Ngành du lịch Quảng Nam sẽ chính thức mở cửa đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh vào ngày 17 tháng 11 theo hình thức chuyến bay charter với số khách dự kiến là 203 người và lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An, Hội An Na. Tiếp đến ngày 18 tháng 11 sẽ tiếp tục đón đoàn khách quốc tế thứ hai với khoảng 226 hành khách. Tất cả các hành khách ở hai đoàn này đều mang quốc tịch Mỹ. Đây sẽ là các đoàn khách quốc tế thí điểm đầu tiên đến Việt Nam từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020. Trong vòng 7 ngày khi tham gia chương trình du lịch tại Quảng Nam, du khách có nhu cầu có thể di chuyển để sử dụng dịch vụ ở phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Hội An Na, Vinpearl Resort and Golf Nam Hội An, Vinwonder Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, Tour Blue Nam Hội An, theo lịch trình đã được thống nhất trước. Được biết hiện tại tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ tham gia đón thí điểm cơ bản đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Trước thông tin nhiều điểm đến trong nước mở cửa, lượng khách mua vé tham quan bằng hình thức online ngày một nhiều, các cơ sở kinh doanh lưu trú tại Quảng Nam và Đà Nẵng đã áp dụng hình thức giảm giá để thu hút du khách, trong đó có một số khu du lịch áp dụng giảm giá từ 50 đến 70%. Nhìn từ góc độ lữ hành, đây là dấu hiệu khởi sắc cho du lịch miền Trung. Thông qua ứng dụng online, các doanh nghiệp lữ hành đã bán được nhiều phòng khách sạn resort dành cho các đoàn khách đến Đà Nẵng, Quảng Nam trong tháng 11. Xu hướng lựa chọn của du khách cùng theo dạng nghỉ dưỡng sang trọng, combo hoặc các khu resort. Trong đó, một số địa điểm như Hội Anna, Anatora, Hội An Resort, du khách có xu hướng nghỉ dưỡng ở những vùng biển do chính sách giảm giá. Khuyến khích du khách nội địa đi theo dạng combo khép kín. Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành kế hoạch mở cửa đón khách nội địa. Theo đó, việc đón khách cũng hướng tới quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp du lịch xanh Quảng Nam, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Nam. Theo lộ trình được đưa ra, có 3 giai đoạn để địa phương đón khách du lịch. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 11, du khách đến Hội An sẽ có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan phố cổ Hội An, các làng nghề. Ngoài ra, còn chương trình văn hóa, văn nghệ và lễ hội đa dạng phong phú. Thưa quý vị, trong giai đoạn căng khái vừa yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Văn phòng Chính phủ theo công điện của Văn phòng Chính phủ và theo quy định của Luật Đầu tư công. Ngoài ra, trong công điện của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị được giao có kế hoạch lộ trình cụ thể thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách. Phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức cá nhân liên quan và các đồng chí lãnh đạo phụ trách. Chỉ còn hơn một tháng nữa đến thời hạn cuối, các xe ô tô khách trên 9 chỗ, xe đầu kéo, xe chở container phải hoàn thành lắp camera. Dù vậy, đến nay nhiều trường hợp xe đi đăng kiểm vẫn chưa lắp camera, chủ xe doanh nghiệp có tâm lý ngóng chờ lùi thời hạn. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến gần giữa tháng 9 vừa qua mới có gần 15.500 xe lắp camera, đạt tỷ lệ 7,5%. Một số địa phương có tỷ lệ phương tiện lắp đặt cao như Nghệ An hơn 58%, Thanh Hóa hơn 52%, Quảng Ngãi hơn 40%, còn lại hầu hết các tỉnh có tỷ lệ phương tiện lắp đặt dưới 20%. Trường hợp xe sau ngày 31 tháng 12 tới vẫn chưa lắp camera, các đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Hơn nữa, khi tham gia giao thông, các xe này sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt, mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với lái xe, 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức không lắp camera theo quy định. Tạp chí US News and World Report của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022.
Riêng Việt Nam ngoài 4 trường đại học đã lọt vào bảng xếp hạng này năm ngoái, có thêm Đại học Duy Tân được ghi danh năm nay, nâng tổng số các trường của nước ta được xếp hạng năm 2022 lên 5 trường. Cụ thể, 5 trường gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân. Bảng đánh giá và xếp hạng các trường đại học dựa trên các phân tích cơ sở dữ liệu khoa học do tập đoàn Clarivest Analytics Institute cung cấp. Thưa quý vị, tác động của đại dịch COVID-19 khiến cho hơn 90% doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tạm dừng hoạt động, chỉ còn 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng và có khoảng 14.000 lao động mất việc. Sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, hiện nay Quảng Nam đã lên phương án sẵn sàng mở cửa đón du khách du lịch nhằm vực dậy ngành du lịch dịch vụ. Định hướng phát triển du lịch xanh và an toàn, cộng đồng du lịch Quảng Nam đã sẵn sàng cho sự trở lại các hoạt động du lịch không chỉ là khách nội địa mà còn là sự mở cửa an toàn với khách quốc tế trong tương lai gần. Ngay sau khi Quảng Nam được chọn là một trong 5 địa phương được chính phủ đồng ý thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, bên cạnh việc khởi động lại các chuỗi liên kết giữa các địa phương trọng điểm du lịch miền Trung, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế với các tỉnh thành phố hai đầu gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các gói kích cầu, Quảng Nam đã chuyển trạng thái không thể zero covid sang thích ứng linh hoạt và chung sống an toàn với dịch bệnh. Với các doanh nghiệp du lịch, tâm thế sẵn sàng là yếu tố cần thiết để việc chuẩn bị mở cửa đón khách phải thật sự bền vững và đảm bảo lộ trình trong điều kiện phòng chống dịch, tiến tới triển khai toàn bộ tất cả hoạt động. Thật ra, Hội An Đa đã chuẩn bị cho sự phục hồi và đón khách du lịch trở lại từ lâu rồi, ngay từ thời điểm dịch bùng phát. Mục tiêu của Hội An Đa là xây dựng môi trường du lịch để tự thân Hội An Đa phải được an toàn. Muốn an toàn cho khách thì phải an toàn cho nhân viên. Tất cả môi trường làm việc tuân thủ quy trình phòng dịch. Chúng tôi đã tiêm vaccine cho nhân viên, xây dựng các nguyên tắc phòng dịch đảm bảo an toàn nhất. Chiến lược chúng ta phải phục hồi lại du lịch thì tôi nghĩ đó là những cái thời điểm chúng ta rất là cần thiết để mà khôi phục lại du lịch. Doanh nghiệp rất là chủ động, rất là kịp thời. Trước đại dịch người ta cũng đã có cái chủ trương là chuyển dịch cái giá trị trải nghiệm cho khách qua cái giá trị xanh. Theo kế hoạch được rà soát kỹ lưỡng, du khách quốc tế đến Quảng Nam phải đáp ứng điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR hoặc là real-time lam trong vòng 72 giờ, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch với nội dung chi trả điều trị COVID-19 mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD, tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Trên tinh thần là đảm bảo thực hiện nhất quán theo tinh thần chỉ đạo từ trung ương đến địa phương, đầu tiên là phải đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch, và du lịch là phải an toàn, và an toàn đến đâu thì mở đến đó, và mở đến đâu thì phải an toàn, và phải đưa ra các cái giải pháp cụ thể, các cái gói kích cầu và các cái sản phẩm mới hướng về cái du lịch xanh. Quyết tâm rất cao của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và ngành du lịch bằng mọi cái giải pháp để mà sớm lấy lại cái đà tăng trưởng để phục hồi phát triển du lịch. Trước đó, để mở cửa đón khách du lịch trở lại các điểm tham quan nghỉ dưỡng, tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch đón khách theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ cuối tháng 10/2021 đến đầu năm 2022. Hình thức đón khách theo mô hình bong bóng du lịch, khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành, tất cả đều gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn và lao động ngành du lịch phải được tiêm vaccine đầy đủ. Đặc biệt các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm du lịch mới phù hợp để có thể khôi phục trở lại hoạt động kinh doanh du lịch trong bối cảnh bình thường mới và mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn bền vững. Quảng Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, phương án, kế hoạch để đón bắt cơ hội phục hồi nhanh các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, ngân sách để hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương ứng phó với những hệ lụy từ biến đổi khí hậu sẽ lên tới hàng nghìn tỷ USD, gấp nhiều lần con số đang được thảo luận tại hội nghị COP26. Nội dung dự thảo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh chi phí thực tế để thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ ngày càng tăng. Và con số 100 tỷ đô la Mỹ mà COP26 đang thảo luận chỉ là khoảng ứng trước. Theo Liên Hợp Quốc, đến năm 2020, chi phí ước tính để thích ứng biến đổi khí hậu có thể lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Báo cáo khẳng định mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm tại COP26 không tương xứng với quy mô tác động của tình trạng này. Đầu tháng này, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc cũng nhận định nhu cầu tài chính hỗ trợ các chương trình ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu sẽ vào khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đến năm 2030 và tăng lên 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đến năm 2050. Sau nhiều năm trì hoãn, bảo tàng Mờ Cộng tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã chính thức mở cửa, đông đảo khách đã tới tham quan trung tâm trưng bày những tác phẩm văn hóa thị giác lớn này. Các cộng sự và được trình chiếu trên nền tảng Apple. Thưa quý vị, trên một thời sự báo Quảng Nam sáng nay có bài chậm chuyển đổi mô hình quản lý chợ nêu lên vấn đề. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương đã ban hành văn bản đề nghị chuyển đổi các ban quản lý chợ truyền thống sang mô hình doanh nghiệp quản lý từ nhiều tháng trước, nhưng đến nay việc triển khai tại nhiều địa phương rất chậm chạp, thậm chí chưa có sự chuyển biến. Toàn tỉnh hiện có 159 chợ, bao gồm 2 chợ cấp 1 Hội An Tam Kỳ và 13 chợ cấp 2, 144 chợ cấp 3. Chợ Vĩnh Điện là chợ cấp 2 do Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn quản lý. Ngày 4 tháng 6, Sở Công Thương ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh khai thác chợ, đặc biệt là việc thực hiện quyết định số 02 ngày 19 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những chợ đang hoạt động do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phải chuyển đổi mô hình quản lý từ ban quản lý, tổ quản lý, xã phường thị trấn quản lý chợ hoặc tư nhân quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác. Dù vậy, đến nay việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ hầu như chưa được các địa phương triển khai. Quý vị quan tâm có thể tìm đọc trọn bài viết chậm chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên trang 8 báo Quảng Nam số ra sáng nay. Vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy cách làm hay sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, đối tượng là những dấu ấn nổi bật qua 3 năm thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn 6 tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Những nỗ lực này đã góp phần đưa luật cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần thực thi pháp luật, lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Bài viết đa dạng hình thức tuyên truyền luật cảnh sát biển Việt Nam thông tin. Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, qua 3 năm triển khai thực hiện đề án trên, những nội dung cơ bản của luật cảnh sát biển Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP đã được tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến luật cảnh sát biển Việt Nam được đẩy mạnh. Tại địa bàn Quảng Nam, 3 năm qua, các cấp ngành lực lượng vũ trang tỉnh vừa duy trì phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vừa linh hoạt tổ chức những hoạt động phù hợp với đặc thù, yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển, các nội dung cơ bản của luật cảnh sát biển không chỉ được tuyên truyền cho ngư dân mà còn mở rộng ra đối tượng học sinh, sinh viên đến với người dân miền núi cao thông qua các chương trình dân vận do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài đa dạng hình thức tuyên truyền luật cảnh sát biển Việt Nam trên trang 6 báo Quảng Nam số ra sáng nay. Vừa rồi là một điểm báo Quảng Nam, còn bây giờ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 92 đến 97%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm từ 92 đến 97%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 94 đến 99%, gió nhẹ.
Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có mưa mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, có mưa mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió nhẹ.